Tài cá hữu à, tài cá trừ cành hữu ma, các bạn có khỏe không nè? Thì hôm nay đó mình ăn sáng đó, là không có tự nấu mà mình đi mua từ ở bên ngoài về ha các bạn. Như là cái món gì mình giới thiệu cho các bạn, đây là đừng đừng ở cái quán mặt tốn lù ha, mặt tốn lù à, mình mua thức ăn đem về ha, kêu ngoài mại. Rồi, đây là Have a good morning. Đây là món ăn ở McDonald's, McDonald's ha các bạn. Thì cũng đơn giản thôi, vừa nhanh gọn lẹ. Thì mình mua đem về, đây là cái điểm tâm sáng của mình. Thì gồm có gì các bạn? Gồm có đây là một cái bánh bao phải không nào? Đây là một cái bánh bao nè. À, gì hết bản. Đây là chảo tản. Rồi đây là gì, đây là dắt phai chứa lậu ha, cái là một miếng thịt heo bằm. Rồi thì mình cũng thỉnh thoảng mới ăn những cái điểm tâm như thế này ha các bạn. Thì ngoài ra thì nó có nước chấm ha, nước chấm ở đây là dùng để ăn với lại duyệt hán bản á, ăn với lại cái bánh này. Thì cái nước chấm của nó ngọt thì thiểm tỷ, nó xị mạch thòn trớn. Rồi mình đổ lên ha, đổ lên. Đó. Cái này là gọi là gì? Cái này là bơ. Bơ ha, là ngầu dầu. Ngầu dầu để làm gì? Ngầu dầu đó là để thoa lên cái bánh ha, để thoa lên cái bánh nè ăn cho nó thơm cho nó béo, người ta gọi là ngầu dầu ha các bạn. Cái động tác như thế này nè là thoa hay là tha đó thì người ta gọi là gì nè, người ta gọi là chà ha, chà có tiếng ngầu dầu. Chà ngầu dầu là cái động tác như thế này ha các bạn. Rồi à, đây là cái gì? Đây là bả tú, là con dao. Nguyên liệu là cáo, là mủ, cho nên người ta gọi là cáo tú ha, cáo tú là dao mủ. Rồi bên cạnh đó đó còn có cái này là gì? Cái nĩa ha, cái nĩa người ta gọi là chá. Cái này là chá ha các bạn. Thì chá là cái nĩa, mà cái nĩa này nguyên liệu của nó làm bằng mủ, người ta gọi là cáo, cho nên cái nĩa mủ người ta gọi là cáo chá ha, cáo chá. Loại bánh này nó còn có cái mứt ha, cái mứt nè để thoa lên cái bánh bao. Thì đây là cái mứt ha, người ta kêu gọi là cỏ trơn. Cái này là crepe, là thầy chỉ ha, nó có cái mùi là mùi nho. Rồi dùng để làm gì? Thì dùng để thoa lên cái bánh bao ha các bạn nè, để những cái là điểm tâm sáng này đó. Thì mình mua thức ăn có luôn cái có ly thức uống ha. Thì cái thức uống này là thức uống nóng nè, thức uống nóng là dịch dẫm ha. Hôm nay mình chọn là cái gì? Hôm nay là mình chọn là cái gì đây? Hôm nay mình chọn cái món thức ăn nè, thức uống này là cà phê ha. Thì cà phê đó là cà phê phải không nè, cái này đó là trái phé, là cà phê đen ha. Xong rồi đó, xong rồi đó. Thì mình sẽ có nguyên liệu là sữa nè, nguyên liệu là sữa. Thì cái này đó người ta gọi là sữa ha, ví dụ như là sữa ông Thọ hay vậy đó các bạn, là thiềm lại ha. Thì đây là thiềm lại, là sữa để mà bỏ vào những cái thức uống ha, ví dụ như là cà phê nè đó các bạn thấy không nè, mình chiết nó ra. Có nghĩa là mình cho nó ra nè, cho nó ra cà phê, mình bỏ hết nguyên bịch luôn, tại vì mình cũng thích
mình cũng thích cái sữa ha, sữa như thế này, cái sữa ông thọ đó, nó giống giống như là sữa ông thọ vậy ha. Mình cho nó hết, cho vào hết luôn ha, chít sai khửi ha. Rồi ngoài ra đó các bạn, cái này là gì? Này là sữa tươi nè ha. Thì người ta cung cấp luôn sữa tươi cho các bạn. Thí dụ những bạn mà thích uống sữa tươi á, thích uống cà phê với lại sữa tươi thì bỏ cái này vô. Sữa tươi người ta gọi là xín lại ha, xín lại là sữa tươi. Thì mình thích uống sữa ha, mình cho vô luôn à, vừa cho vô luôn cái thiềm lại là cũng như sữa ông thọ vậy đó ha. Sữa đặc có đường đó ha, là thiềm lại. Rồi cái này là sữa tươi cho vô luôn à, tủ khô dập hơi, tủ khô dập hơi, cái là đổ đổ vào cái ly ha. Rồi ngoài ra còn có gì nữa nè, thì có đường, đây là thòn, xá thòn là đường ha các bạn. Nó cho vô bịch như thế này thì thông thường đó thì mình cũng thích ăn ngọt, cho nên á là một bao á thì không có đủ, mà hai bao á thì sẽ quá ngọt, cho nên á là mình dùng một bao ha, mình dùng một bao, bởi vì đó là nó có cái sữa ông thọ hồi nãy đó, cho nên nó quá ngọt ha, mình nghĩ là như thế. Thì đây là xá thòn ha, xá thòn. Rồi bây giờ mình mở ra nè các bạn, mở ra cho nó vô luôn ha. Nếu coi tụng chọt là tủ xá thòn, tủ xá thòn dập hơi kè cà phê búi. Rồi những cái nguyên liệu cần thiết á để làm một cái ly cà phê đó thì mình cho vô hết rồi ha. Cho nó đều lên, quậy cho nó đều lên á là cảo hoành khởi ha, cảo hoành khởi. Rồi cảo hoành nè, để bây giờ mình thử mình uống coi nó như thế nào ha, mùi vị như thế nào. Cũng thơm, cà phê cũng thơm. Rồi thì thế thì cà phê cũng thơm á thì mình nói như thế nào bằng tiếng Quảng Đông à, cà phê tố hủ hớn ha, cà phê tố hủ hớn, cà phê cũng thơm. Rồi mình để qua một bên, bây giờ mình xử lý cái dịch hán bản này ha các bạn. Dịch hán bản này nè, cái bánh này là dịch hán bản giống như bánh bông lan vậy đó ha. Rồi mình rồi cái bánh bao hồi nãy nè ha, mình cho lên cái trứng ha, mình bỏ lên mấy cái trứng, mình cho lên trứng, cho lên mấy cái trứng gà nè, để lên, xong rồi cho lên luôn cái miếng thịt heo bằm ha, nó làm thành như cái bánh ha. Xong rồi đó, ngoài ra đó chúng ta còn có cái nguyên liệu đó là cái gì, tiêu, đây là tiêu ha. Tiêu thì mình mở ra hối hậu nè, hối cái báo, hối tổ sợ hồi bùi chứa phẳng ha, tổ sợ hồi, tổ sợ hồi là đổ lên cái bánh đó. Xong rồi còn có này là gì, dìm ha, cho nó mặn mặn. Thì hương vị mặn ngọt thì tùy theo mỗi người ha, thì mình dìm mình cho vào đây chút chút, cho vào đây chút chút cho nó mặn mặn ha, đừng có bỏ hết vô là mặn chát luôn á, hổ hàm cho sực tủ gala là ăn không có được đó. Rồi thì xong rồi các bạn ha, mình lấy cái bánh bao như thế này, mình đậy lại ha, nè thì như thế này, cứ như thế mà đậy lên nè ha. Rồi cái bánh bao đây là hamburger ha, hamburger là hòn bủ báo ha, là bánh bao của người Mỹ á, người ta ăn như thế này nè. Rồi xong rồi đó, mình tiếp tục trở về cái dịch hán bản. Mình giới thiệu cho các bạn nè, cái mấy cái bánh này nó nguội hết luôn nhưng mà không sao hết, bởi vì mình làm tiếp
Rồi các bạn, cái động tác như thế này các bạn còn nhớ là gì không nè? Mình xắt cái gì đó ra gọi là thịt ha. Bây giờ mình thịt bản là thịt bản ha. Thịt bản là thịt bánh. Bây giờ cái bánh này là dự tháng bản. Cái bánh này là dự tháng bản cho nên mình thịt dự tháng bản. Và cái này người ta gọi là dắt pin ha. Một cái miếng dắt phai, dắt phin. Rồi tiếp tục xắt. Tiếp tục xắt là cây trục xịt ha các bạn. Cây trục xịt rất là đơn giản. Rồi ở đây mình cũng tiếp tục xắt. Rồi ha, tiếp tục xắt. Làm biến thì xắt ít thôi, xắt dài 3 phiên thôi ha. Xắt ra. Cái này là xịt ha. Động tác như thế này là xịt. Xịt xoài phai tí, miếng nhỏ một chút, ăn cho nó dễ ha. Rồi xong, xong rồi bây giờ đó xong rồi các bạn ha. Xịt hủ là rồi bây giờ đó mình chuẩn bị ăn sáng ha các bạn. Chúc các bạn có một buổi sáng vui vẻ ha, và nhiều nghị lực trong cuộc sống. Trân trọng và hẹn gặp lại. Bye bye. Chuẩn bị ăn thôi nào. Yeah.